Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và đây trước mắt quý vị các bạn chính là chiếc âm ly răng ua PA506N. Đây là chiếc âm ly 506N với phiên bản chiết áp béo vang liền. Và em nó được sản xuất vào năm 1999. Với độ đẹp thì các bác và quý vị của bạn cùng đang chiêm ngưỡng. Nó không thể nói là nó mới đẹp được, nhưng mà cái độ đẹp của nó thì phải nói là đủ để cho chúng ta yêu. Với một sản phẩm sản xuất đến bây giờ cũng được ba mấy năm rồi, mà độ đẹp của nó đấy, anh em nhìn này. Đây là một sản phẩm được thiết kế với mặt sắt nhá, mà độ đẹp được như này là rất ok, được bảo quản rất tốt luôn. Này, trong đúng mùa nó có số này. Đấy, các bác thấy số chưa? Đó. Tem này, Hàn Quốc này. Và bây giờ em sẽ mở cái nắp ra, mời anh em cùng khám phá ruột gan của sản phẩm 506N ngày hôm nay. Đây nhá, sau khi tháo nắp ra thì mời anh em cùng xem này. Đây là phần ruột gan của máy, đây là nắp. Nguyên chất bãi luôn nhá, anh em nhìn này, bụi này vẫn còn nguyên. Đó, vị vàng đẹp chưa. Những anh em nào thợ thuyền cao thủ thì chúng ta chỉ cần nhìn cái màu vị này là đã biết năm sản xuất của nó rồi, không cần nói nhiều đâu. Và đời sò tô này, đây này, đây là đời sò tô nhá. Đấy, 4 con sò tô một vế. Máy em đã kiểm tra kỹ và bao zin cho anh em tuyệt đối. Và tụ nguồn đời này là đời tụ nguồn đen, đen tím than. Với cái sò xanh ken thì nó có thêm một cái đèn đệm ở đây này. Nó có một cái đệm tản nhiệt ở chỗ này. Đấy. Mỗi thế thôi. Và cái sò của nó là sò xanh ken to hai lớp, hai vít. Nguồn đây nhá. Không han gì một chút nào luôn. Nên là chưa lau chùi gì mà nó như này. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, 506. Vàng đây. Và đây chữ DS chưa? Đó. Chị đã có chữ sau chưa ạ? Ok. Đấy, vì vang này. Đấy, có chữ DS này. Đấy, chữ DS ở chỗ này này. Mà nhìn thấy chưa? Đó. Nhìn con IC là biết là hàng nó đẹp rồi. Chúng ta cùng xem cái con chip vang của nó nhá. Hơi khó nhìn tí này. Đây này anh em này. Đấy. Đấy, Korea này. Cái chữ Korea, các bác nhìn này. Đấy, Korea. Isai vàng trừ 12. Và đây, con bên cạnh này là con 195 đây. Con chỗ này này, 195 này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bên em bán hàng ra thì sẽ dán tem vào các cái vỉ này cho anh em. Các cái vỉ này luôn nhé, để cho anh em đảm bảo cho anh em là có thể kiểm tra thoải mái. Với sản phẩm 506N thì nó là một sản phẩm đánh 4 đôi loa độc lập. Này, chúng ta kéo cái này lên. Chúng ta có thể lấy cổng 1 hoặc cổng 2 thì tùy. Và cổng 3, cổng 4 thì tùy. Cũng cùng một chiếc âm ly, khi chúng ta đánh vào hai đôi loa khác nhau thì sẽ ra chất tiếng khác nhau. Chính vì thế mà cần đến những chiếc âm ly 4 kênh như thế này. Để làm sao? Để khi chúng ta đây, cổng 1, cổng 2, em chơi cặp loa bầu. Nhưng cặp 3, cặp 4 em chơi cặp JB6012 với công suất 1000W. Trong cái đó một thằng này mới có 150W.
thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Và cái thằng bot này này nó cần cái gì? Cần trung, cần trung, cần tép, bớt trầm thôi, đỡ hại loa. Và cái loa trên có thể là bát 30 nó khỏe hơn, cần nhiều loa tiếng trầm hơn vẫn có thể chịu được. Thì chúng ta sẽ cân chỉnh như này. Bớt tiếng trầm đi. Đấy. Còn cái loa trên tăng trầm lên. Anh em lưu ý, khi chúng ta cắm mic vào chúng ta phải vặn volume nhỏ hết cỡ, không nó sẽ nổ ra loa nhé. Các bác thấy tiếng mic của nó tốt không? Nhất sáng luôn. Lên 4, 5, 6, 7, 7. Lên 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên. Tìm gặp nhau đừng.
Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thực Audio. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.